Xin chào các bạn, mình là Phạm Nghiệp Sen. Thì đây là cái blog đầu tiên mà mình thực hiện. Mình sẽ nói về cái quả sầu riêng. Quả sầu riêng này mình được một người bạn từ Đắk Lắk gửi cho mình. Chúng ta sẽ bắt đầu đập hộp cái quả sầu riêng bằng cái dao đập giấy này. Các bạn cùng theo mình nha. Okay. Sau đây mình xin phép đập cái thùng sầu riêng này. Thì cái thùng sầu riêng này hiện tại đây là 8,5 kg, số lượng là 3 trái. Mình mới vừa nhận được từ Đắk Lắk về Sài Gòn. Ok, bây giờ mình xin phép bắt đầu. Đây là trái sầu riêng của mình đây. Mình không cũng hơi thắc mắc là tại sao trái sầu riêng này lại có cái nơ. Cũng có thể là để đánh dấu sầu riêng sắp ăn được. Cũng có thể là sầu riêng này dành cho Phạm Nghiệp Sen chẳng hạn. Nói chung mình cũng không biết, chắc mình phải hỏi cái người gửi cho mình. Trái nào cũng như vậy, đều có nơ cả. Ok. Bây giờ thật là đau đầu khi một cái người như mình thì thật ra là mình không có rành về sầu riêng cho lắm. Chính xác hơn là mình chưa bao giờ lột nó ra. Trước đây ăn thì toàn được mẹ lột cho, hoặc là mình cứ mua ngoài tiệm người ta đã làm sẵn. Cho nên là bây giờ chẳng biết làm sao đây. Ok, thử đi. Giờ mình sẽ lấy dao mình thử nó. Ok, bây giờ mình sẽ thử trước một trái nhỏ đi, chứ mình chẳng biết làm thế nào để lột cái này ra. Thôi mình lột từ từ ra để dành lại cái nơ. Tính của mình thì hay thích để dành những cái gì nó lưu niệm. Thật ra cái tính này cũng bị ảnh hưởng từ bởi mẹ mình và bà ngoại mình ấy. Thì hai người này đều trong tủ đều có những quà lưu niệm, những cái gọi là bảo bối. Đối với người khác thì chẳng có giá trị gì cả, nhưng mà đối với họ thì nó là những món quà vô giá. Riêng mình cũng có một cái tủ như vậy. Bởi vậy gia đình ảnh hưởng rất là nhiều với cái thói quen cũng như sở thích của mình. Thì như các bạn cũng biết, sầu riêng là trái cây vua của các loại trái cây. Thì sầu riêng sống ở vùng khí hậu nhiệt đới thích hợp như là ở Thái Lan, Indonesia, Mã Lai, Việt Nam, Lào, Campuchia. Thái Lan là cái nước xuất khẩu nhiều nhất. Mình khá may mắn khi mà có dịp thưởng thức sầu riêng tại Campuchia, Thái Lan và Singapore. Thì ở tại Singapore họ không trồng trái cây nhưng mà họ nhập khẩu từ Malaysia sang. Cái trái sầu riêng này thì cái mùi vị khá đặc biệt. Một số nước trên thế giới hoặc là một số người họ không có sử dụng được, hoặc là họ cảm giác họ sợ cái mùi này. Thì đặc biệt là ở Trung Quốc mình đi, gần như các biển báo công cộng đều cấm cái loại quả sầu riêng này tại khu vực công cộng. Không gì cái người mà trong sầu riêng bây giờ đang ở đây nè. Mình tin chắc là họ cũng rạch mặt ấy. Mười phút rồi, vẫn chưa mở được trái sầu riêng. Cảm giác mình cắt trúng cái muối rồi, nhưng vẫn chưa mở được.
Có vẻ là chảy máu rồi. Không lẽ mình chịu bó tay ta? Không được, không được, bắt cuộc. Chắc mình phải lấy cái gì đó nó cứng hơn. Tay mình bị xước hết rồi, chảy máu nữa, kinh quá. Wow. Wow, tại sao nó giờ ngốc quá ta? Wow, sắp được rồi. Đúng rồi. Wow. Oh my god. Wow. Nhìn hấp dẫn rồi. Cũng đúng hướng. Rồi, cuối cùng cũng phân nó ra được rồi. Wow. Đó, các bạn thấy này. Wow, mình làm bấy bán nó rồi. Các bạn thấy này. Thì ở trái sầu riêng đầu tiên thì mình khui rất là vất vả. Thì sau đó mình nhận được một cái đoạn video hướng dẫn để mà khui sầu riêng. Ngoài ra thì có một ông anh bạn mình cũng hướng dẫn mình là nên đập để cho nó bung cái mỏ ra. Và mình chỉ cần nạy nhẹ là nó sẽ theo cái đường rãnh của nó là nó sẽ ra luôn. Rất là đơn giản. Đó, các bạn thấy là rất là đơn giản. Chỉ cần nạy nhẹ thôi, bung ra hết. Bây giờ mình chỉ cạch nhẹ nhẹ và nó tự động nó bung ra hết, không mình không phải vất vả như cái trái sầu riêng đầu tiên của mình đó. Bây giờ mình chỉ nhẹ nhàng mình mở nó ra. Bạn hay chưa? Tuyệt vời chưa? Cái gì cũng phải có phương pháp. Ban đầu mình không biết làm thì nó rất là wow. Bây giờ mình cùng thưởng thức nè thành quả của cái việc đổ máu. Sao đổ máu là ngon, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì mình qua cái video này mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm một số thông tin bổ ích về sầu riêng, vua của các loại trái cây. Thì các bạn nếu mà các bạn thích và muốn theo dõi mình thì bạn hãy like và subscribe để mà ủng hộ tinh thần cho mình và cùng theo dõi những cái video kế tiếp của mình. Cảm ơn các bạn nhé.